Anh ơi, tình hình dịch bệnh ở bên Daegu thì hiện tại bây giờ thì như thế nào? Tăng còn hơn cả thị trường chứng khoán đi. Phòng dịch như thế Từ nào? chỗ tuần gọi 2 lần thì nay gia đình bà Thọ ngày nào cũng gọi điện cho con trai đang làm việc tại tâm dịch Daegu của Hàn Quốc. Lúc đầu nghe dịch mới xuất hiện ở ngay chỗ con mình đang làm, gia đình bà như ngồi trên đống lửa. Nhưng con bà cho biết hiện cộng đồng Việt Nam vẫn an toàn và được phòng dịch cẩn thận nên gia đình cũng an tâm phần nào. Ở bên này bây giờ cứ đi làm về là nhà nào biết nhà đấy, à không đi chơi vài nữa rồi. Cô cũng an tâm, thế cũng mong con ở bên đấy là giữ gìn sức khỏe để làm ăn rồi có tiền rồi nuôi vợ con. Cũng cùng một cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe con trai, nhưng tâm trạng của bà Huệ lại khác. Con trai bà sang Hàn Quốc lao động trái phép nên không phải lúc nào cũng liên lạc được. Điều bà lo nhất là vì sợ cơ quan chức năng phát hiện mà con mình có bệnh không dám đi khám. Ngôi nhà khang trang xây bằng tiền con trai gửi về giờ cũng không có giá bằng việc con bà khỏe mạnh. Lo cũng chẳng biết làm nào được, chúng tôi cũng biết cũng ở nhà cũng chỉ biết lo thì điện hỏi thăm thôi chứ cũng không lo lắng được nhiều. Toàn xã Tam Dị có gần 1.000 người đang sống, học tập và lao động ở nước ngoài, chủ yếu là các quốc gia đang có dịch. Vì thế huyện Lục Nam đã thành lập một ban chỉ đạo, mà ở đó công an viên và trưởng thôn là hai nhân tố hạt nhân giúp cập nhật danh sách đầy đủ người đang sinh sống ở nước ngoài. Danh sách này sẽ được tổng hợp tại xã và kết nối với huyện để kịp thời thông tin đến gia đình hoặc bảo hộ công dân trong trường hợp có lao động của huyện mắc COVID-19 hoặc cách ly kịp thời nếu có trường hợp nào về nước. Tôi cũng đang rất là băn khoăn, nếu như các cháu về mà chúng tôi không kiểm soát được thì đây là một cái vấn đề phức tạp đối với địa phương. Hiện toàn huyện Lục Nam có hơn 100 lao động hợp pháp và gần 200 lao động bất hợp pháp. Cùng với đó là hàng nghìn người đang học tập, làm ăn và sinh sống tại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc theo nhiều diện khác nhau. Đây đều là những quốc gia có diễn biến dịch khá phức tạp. Đây chính là lúc chúng ta cần biến lo lắng thành hành động. Người lao động Việt Nam tại nước ngoài cần tuân thủ luật pháp và yêu cầu y tế của nước sở tại. Còn thân nhân ở Việt Nam cần nâng cao ý thức phòng chống dịch để đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân mình.